Chào các bác nhé, em có ba cái chiếc điều khiển của iRobot Roomba điều khiển từ xa trên máy điều khiển xịn của máy, vừa nhập được ba chiếc điều khiển xịn các bác nhé, điều khiển xịn luôn cho iRobot Roomba. Cái điều khiển này thì nó phù hợp cho các cái mã máy từ đầu 7 trở lên các bác nhé, từ đầu 7 trở lên đến đầu 8. Đấy. Các bác nào có nhu cầu mua thì các bác liên hệ em bán là 300.000 một chiếc nhé. Điều khiển từ xa cho iRobot Roomba cho từ đầu 7 trở lên đến đầu 8. Đấy. Giá 300.000 một chiếc. Hàng xịn chính hãng luôn của iRobot ạ, chứ không phải là hàng tàu. Điều khiển chính hãng luôn, chuẩn luôn. Bác nào lấy các bác liên hệ nhé. Chào các bác.